Messi xếp thứ 3 trong top 100 vận động viên hàng đầu thế kỷ 21 theo bình chọn của đài ESPN. Lionel Messi chỉ xếp sau kình ngư Michael Phelps và tay vợt nữ Serena Williams. Trong danh sách các vận động viên hàng đầu thế kỷ 21 mà ESPN vừa công bố, Messi xếp thứ 3. Cristiano Ronaldo xếp thứ 13 và là cầu thủ bóng đá thứ 2 góp mặt trong top 20. 9 cầu thủ bóng đá nam khác góp mặt trong top 100, gồm Thierry Henry xếp thứ 48, Zinedine Zidane 50, Luka Modric 55, Kylian Mbappé 65, Andres Iniesta 70, Xavi 75, Ronaldo de Lima 87, Ronaldinho 94 và Zlatan Ibrahimovic 95. Bảng xếp hạng dựa trên thành công và mức độ ảnh hưởng của các vận động viên từ đầu thế kỷ 21. Theo ESPN, Messi vô địch World Cup 2022 với tuyển Argentina là cái kết kiểu Hollywood lớn nhất mà bóng đá từng chứng kiến. Kênh thể thao dẫn lời Ronaldo de Lima, Messi vượt qua mọi đối thủ, thậm chí cả sự kình địch giữa Brazil và Argentina. Tôi thấy người dân Brazil và khắp nơi trên thế giới ủng hộ Messi. Đó là cái kết phù hợp cho một thiên tài đánh dấu một kỷ nguyên. ESPN xếp Michael Phelps vào vị trí số 1. Kênh thể thao giải thích cho sự vĩ đại của kình ngư người Mỹ bằng các kỷ lục giành 28 huy chương Olympic, trong đó có 23 huy chương vàng Olympic, với 8 huy chương vàng tại một kỳ Olympic ở Bắc Kinh 2008. Vị trí thứ 2 thuộc về Serena Williams, tay vợt lập các kỷ lục giành 23 Grand Slam, đơn nữ và 365 chiến thắng tại các giải đấu lớn. Cô giành Grand Slam thứ 23, Australia mở rộng năm 2017, khi đang mang thai, nhưng chỉ công bố sau đó. Serena cho rằng lẽ ra cô phải giành hơn 30 Grand Slam. 20 vận động viên hàng đầu thế kỷ 21 của ESPN 1. Michael Phelps, môn bơi 2. Serena Williams, quần vợt 3. Lionel Messi, bóng đá 4. LeBron James, bóng rổ 5. Tom Brady, bóng bầu dục 6. Roger Federer, quần vợt 7. Simone Biles, thể dục 8. Tiger Woods, golf 9. Usain Bolt, điền kinh 10. Kobe Bryant, bóng rổ 11. Novak Djokovic, quần vợt 12. Rafael Nadal, quần vợt 13. Cristiano Ronaldo, bóng đá 14. Stephen Curry, bóng rổ 15. Cathy Ledecky, bơi 16. Tim Duncan, bóng rổ 17. Serkin O'Neal, bóng rổ 18. Patrick Mahomes, bóng bầu dục 19. Lewis Hamilton, F1 20. Aaron Donald, bóng bầu dục